Sapa là một thị xã thuộc tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Tên gọi của thị xã xuất phát từ tên thị trấn Sapa cũ. Thị trấn này ra đời vào năm 1905 khi người Pháp phát hiện đây là địa điểm lý tưởng để xây dựng khu nghỉ mát và đã thực hiện. Tên Sapa là tên gọi của người dân vùng này xuất phát từ tiếng Quan Thoại có nghĩa là bãi cát. Người Pháp viết tên khu là Chapa vì âm S phát âm cứng. Phát âm gần như chữ chờ trong tiếng Pháp và S trong tiếng Việt chuẩn. Dấu tích này còn lại tên của vùng là phường Sapa ngày nay. Cùng với các tên đó là loạt tên xã theo tiếng Hơ Mông như Lao Trải, San Xả Hồ, Sử Pán, Suối Chầu, Tà Giang Pình, v.v. Về vị trí địa lý, thị xã Sapa nằm ở phía tây của tỉnh Lào Cai, phía đông giáp thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng, phía tây giáp huyện Tam Đường và huyện Tân Uyên thuộc tỉnh Lai Châu, phía nam giáp huyện Văn Bàn, phía bắc giáp huyện Bát Sát. Về điều kiện kinh tế, du lịch, những địa điểm du lịch nổi tiếng. Vào thập niên 1940, người Pháp đã quy hoạch xây dựng Sapa thành nơi nghỉ mát, điều dưỡng khá lý tưởng. Ở đây có đầy đủ hệ thống thủy điện, trạm nước, dinh toàn quyền, tòa chánh xứ, sở than, kho bạc, kiểm lâm, hệ thống đường nhựa và đặc biệt là hơn 200 biệt thự theo kiểu phương Tây ở ngay trung tâm thị trấn, nằm xen giữa những cánh rừng đào và những dặng sa mu. Điều này làm cho phố núi thơ mộng này mang nhiều dáng dấp của một thành phố ở châu Âu. Các dịch vụ du lịch của Sapa được du khách ngoại quốc đánh giá khá tốt. Một số khách sạn ở Sapa như Violet, Royal, Victoria, Sun Plaza, Kaka, Sapa Charm v.v. được xây dựng khoảng năm 2004 cho đến nay cũng đã được bổ sung thêm rất nhiều khách sạn nổi tiếng. Sapa có nhiều cảnh đẹp tự nhiên như thác bạc cao khoảng 200m, cầu mây là một di tích lịch sử của người dân tộc, cổng trời là điểm cao nhất mà đường bộ có thể đi tới để đứng ngắm đỉnh Phan Xipang, rừng trúc động Tà Pìn, bãi đá cổ Sapa nằm trong thung lũng Mường Hoa. Hàm Rồng là nơi trồng rất nhiều loại hoa màu sắc sặc sỡ và được trồng theo từng khuôn viên. Sapa có đỉnh Phan Xipang cao 3.147m trên dãy Hoàng Liên Sơn. Bản Cát Cát là nơi tập trung đông đúc đồng bào dân tộc Hơ Mông sinh sống. Vườn hoa Hàm Rồng được xây dựng theo địa thế tự nhiên của đỉnh Hàm Rồng. Tọa lạc ngay trung tâm thị xã Sapa là nhà thờ đá Sapa được xây dựng từ năm 1895, được coi là một dấu ấn kiến trúc cổ toàn vẹn nhất của người Pháp còn sót lại.